Cựu giám đốc bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân tham ô hơn 100 tỷ, lãnh án 21 năm tù. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt sơ thẩm Nguyễn Minh Quân 21 năm tù tội tham ô tài sản và rửa tiền sáng ngày 1 tháng 12. Sáng ngày 1 tháng 12, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tham ô tài sản và rửa tiền xảy ra tại bệnh viện Thủ Đức và các đơn vị liên quan. Phiên tòa và phần tuyên án Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân 21 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Lợi giám đốc công ty Nguyễn Tâm 15 năm tù cùng về tội tham ô tài sản và rửa tiền. Năm bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 2 năm 6 tháng tù đến 3 năm 6 tháng tù. Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân 16 đến 17 năm tù về tội tham mưu tài sản, 5 đến 6 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt 21 đến 23 năm tù. Nguyễn Văn Lợi 13 đến 14 năm tù về tội tham mưu tài sản, 3 đến 4 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt 16 đến 18 năm tù. Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm, vợ bị cáo Quân, 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù về tội rửa tiền. 6 bị cáo là cựu nhân viên bệnh viện Thủ Đức từ 2 năm 6 tháng tù đến 4 năm 6 tháng tù cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Nguyễn Minh Quân đã cố tình thành lập các công ty rồi giao cho bị cáo lợi quản lý, không tuân thủ theo quy trình đấu thầu. Bốn công ty trên đã trúng 27 trên 28 gói thầu với tổng giá trị hơn 345,2 tỷ đồng. Bị cáo Quân chịu trách nhiệm quản lý tài sản chi tiền bệnh viện mua sắm thuốc, trang thiết bị. Từ năm 2016 đến năm 2022, quân chỉ đạo lợi và đối tượng liên quan nâng giá trị thiết bị tham gia đấu thầu. Quân còn chỉ đạo gây sức ép, thông thầu gian lận trong đấu thầu, thâu tám các gói thầu nhằm chiếm đoạt tiền của Bệnh viện Thủ Đức. Quá trình điều tra đối chiếu, Bệnh viện Thủ Đức chỉ truyền cho các công ty của bị cáo lợi 102 tỷ đồng. Theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo, viện kiểm sát xác định số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án là 102 tỷ đồng, do đó có căn cứ xác định bị cáo Quân phạm hai tội tham ô tài sản và rửa tiền với vai trò chủ mưu cầm đầu, điều hành mọi hành vi phạm tội bị cáo lợi đã sử dụng nhóm 4 công ty tham gia đấu thầu tại bệnh viện thủ đức lập các hợp đồng mua bán khống lòng vòng giữa các công ty này để nâng giá máy móc dùng ba trong nhóm 4 công ty trên nộp hồ sơ dự thầu cấp sức cho quân chiếm đoạt 102 tỷ đồng sau khi bệnh viện chuyển tiền lợi đã chuyển cho quân quân và vợ quân lấy tiền này mua tài sản lợi là người thực hành giúp sức cho bị cáo quân bị cáo diễm ủy quyền cho lợi điều hành công ty ngọc đạo theo chỉ đạo của quân khi quân chiếm đoạt tiền trái pháp luật của bệnh viện thì lợi đã chuyển tiền cho diễm hành vi của diễm phạm tội rửa tiền với vai trò đồng phạm theo viện kiểm sát các bị cáo có trình độ nhận thức pháp luật có kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác là người quản lý đơn vị quản lý tài sản nhà nước nhận thức được hành vi phạm tội vì động cơ tư lợi, cá nhân các bị cáo đã phạm tội tạo điều kiện cho quân chiếm đặt tiền nhà nước, bị cáo Quân lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội nên có thêm tình tiết tăng nặng và xử lý nghiêm. Các bị cáo khi phạm tội chưa nhận thức hành vi phạm tội, tuy nhiên sau đó đã khai báo thành khẩn ăn năn hối cải. Đối với bị cáo Quân, quá trình điều tra xét hỏi không nhận tội, cho rằng bị vu khống, sau đó bị cáo nhận tội xác nhận cáo trạng truy tố là đúng, động viên gia đình khắc phục hậu quả.